Phan Đạt khẳng định vợ chồng vẫn hạnh phúc, gián tiếp phủ nhận chuyện rạn nứt hôn nhân hậu ồn ào phát ngôn. Hiện tại thì bọn anh đang rất là ổn với nhau, nhưng mà anh hy vọng là nếu mà trong tương lai nữa thì mọi người phải ủng hộ cả hai đứa anh. Thì vì mình đến với nhau như nào thì mình cũng sẽ, sau này mình cũng sẽ như vậy. Đương nhiên rồi, tại vì vợ anh thì anh phải yêu. Mừng vì vợ vẫn được mọi người yêu thương, vẫn có lịch đi diễn đầy đủ. Em nghĩ là Lan đang hoạt động rất là tích cực, và em rất là vui khi mà Lan vẫn đang hoạt động ở sân khấu một cách rất là tốt, lịch trình vẫn đầy đủ. Và hình ảnh của Lan thì như mọi người thấy là Lan cũng càng ngày càng ổn hơn, hình ảnh cũng đẹp hơn. Thì em nghĩ là chắc chắn là vợ em đang làm rất tốt cái việc mình phải làm, nên là mong là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến bạn. Chuyển hướng sang livestream hát hò, chính thức rút lui khỏi lĩnh vực giải trí. Hiện tại thì anh không có hoạt động mainstream rồi, nên anh chỉ livestream hàng ngày, có thể mọi người sẽ thấy anh hát hò. Cá nhân mình khi mà mình thấy là mình không phù hợp, cá tính của mình nó không phù hợp với công việc, mình chỉ nghĩ là mình sẽ tập trung vào sau này mình làm nhạc. Nếu có duyên thì mình sẽ nhường cho làm nhạc cho những cái phim ảnh hoặc là các cá nhân khác, người ta sẽ truyền đạt cái bài hát đó, chứ mình sẽ không có hoạt động dưới dạng là mainstream nhiều. Trong phiên livestream mới nhất, Phan Đạt có những chia sẻ liên quan đến công việc, cuộc sống của bản thân hậu tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí. Anh cho hay hiện mình sẽ livestream hát hò, chơi game giao lưu với khán giả mỗi khi có thời gian. Anh vẫn sẽ làm nhạc nếu có người yêu cầu và sẽ không xuất hiện trong những vai trò nhạc sĩ hay diễn viên chính thống nữa. Nhiều khán giả cũng dành câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm của Phan Đạt và Phương Lan. Anh cũng nói rõ với mọi người hiện tại hai vợ chồng vẫn ổn, anh vẫn yêu vợ như từ trước tới nay. Điều này như một lời phủ nhận cho thông tin hai người rạn nứt khi chưa tròn một năm kết hôn. Phương Lan hiện vẫn đang hoạt động tại sân khấu kịch. Phan Đạt rất vui khi vợ vẫn được làm nghề đúng với đam mê của cô. Anh hy vọng khán giả sẽ vẫn yêu thương và ủng hộ con đường nghệ thuật của Phương Lan trong thời gian tới. Sau lời chia sẻ của anh, những người theo dõi gia đình của Phan Đạt mới phần nào thở phào nhẹ nhõm sau nhiều ngày đứng ngồi không yên trước thông tin hai người chia tay sau vụ ồn ào diễn ra trên mạng xã hội. Trước đó, Phan Đạt đã đến Sở Thông tin, Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh theo lời mời để làm việc liên quan đến loạt bài viết bóc phốt đồng nghiệp. Theo đó, anh cho biết mình xem trang cá nhân như một cuốn nhật ký, khi làm việc có những điều buồn bực nên anh mới đăng trên bếp. Tuy nhiên, sau khi nhận định được sự việc đúng sai, làm ảnh hưởng đến nhiều người nên anh đã khắc phục bằng cách gỡ các bài viết, ẩn tất cả các bài đăng từ trước tới nay của mình. Phan Đạt khẳng định mình không muốn quy chụp bất kỳ một tập thể nào, người anh đề cập đến là cá nhân. Anh chưa từng nêu thẳng tên của bất kỳ một ai nên mong mọi người đừng nghĩ mọi chuyện quá tiêu cực. Đồng thời, ông xã Phương Lan cho biết việc làm của mình chắc chắn có ảnh hưởng ít nhiều đến với những anh chị lớn trong nghề. Anh gửi lời xin lỗi đến những ai vô tình bị ảnh hưởng, những ai cảm thấy khó chịu với những gì mà anh chia sẻ. Phan Đạt cũng khẳng định mình không đủ sức để thanh lọc showbiz, anh chỉ đang cảnh tỉnh đến những bạn trẻ sắp vào nghề. Showbiz nói chung hay là giới giải trí nghệ thuật, nó là một tập thể rất là lớn. Một hai cá nhân không thể làm nên được một cái tập thể đó. Và nếu những cái điều gì thì mình nghĩ là mình không có thể loại bỏ được. Có thể là mình không loại bỏ được, nhưng mà mình có thể làm một điều gì đó để nó sẽ bớt đi. Môi trường các bạn trẻ càng ngày càng trẻ hơn, năng động hơn, nó tích cực hơn. Thì em nghĩ là nó không gọi là thanh lọc đâu, nó chỉ gọi là những cái, nó như một cái bài học của em, cá nhân cái kinh nghiệm của em, trải nghiệm. Và em mong là mọi người sau này khi tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật sẽ có nhiều cái trải nghiệm tốt đẹp hơn so với em, so với bản thân của em. Thế thôi, chứ em không có dám gọi là mình anh lọc hay là phải nói đến người này người kia. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.